Qua hơn 3 tháng triển khai, các lớp xóa mù chữ trên địa bàn huyện Sa Thầy giúp học viên người dân tộc thiểu số từng mù chữ, tái mù chữ, nay biết đọc, viết, tính toán. Triển khai thực hiện tiểu dự án 1, dự án 5 thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1, từ năm 2021 đến năm 2025. Năm học 2023-2024, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sa Thầy mở 17 lớp xóa mù chữ cho hơn 470 học viên người dân tộc thiểu số ở 9 xã thị trấn tham gia. Việc tổ chức các lớp phổ cập giáo dục xóa mù chữ là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng năm của ngành giáo dục và đào tạo nhằm góp phần nâng cao trình độ dân trí cho nhân dân vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn. Trong thời gian triển khai, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và huyện Sa Thầy kiểm tra việc thực hiện công tác xóa mù chữ vùng dân tộc thiểu số, đồng thời chia sẻ động viên học viên tham gia học chuyên cần. Đến nay, các lớp học phát huy hiệu quả, học viên từng mù chữ, tái mù chữ giờ đây đã biết đọc, biết tính toán, biết chữ, người dân tiếp cận thông tin dễ dàng hơn, có ý thức trong việc làm các thủ tục giấy tờ cá nhân như giấy khai sinh, căn cước công dân, biết ký tên trong các giấy tờ thay vì lăn tay như trước đây.